Rất là may mà em học được chảy là cái duyên, vì là hôm đấy là em cũng có đau lắm đấy. Em đi khám ở Bạch Mai ấy, thì chụp ống hưởng thì là mình xẻ đĩa đệm, là nó chèn vào dây thần kinh thì gây ra đau một tuần. Lúc đấy là thật là lúc đấy rất là đau rồi, vì đi chân nó đi xèo xèo đi lết lết chân ấy. đến học lết lết chân, và lúc đấy là đến cũng chưa làm gì cả, chỉ ngồi nhưng mà rất là đau. Đến khi mà được đến hôm đấy mới học, may lại học đúng vào cái bài là bài học cách day huyệt. Xong lúc thầy hội ở đau quên nhìn thấy đau này không, em bảo em thầy ơi, em đau lắm rồi, chân em bị đau lưng. Thế thầy chỉ lúc là thầy hôm đấy thì thầy cũng chỉ day cái huyệt huyệt số 1. Thầy ấn một lúc là bắt đầu cái từ đầu tiên nó nóng bừng người này, toát cái vãi mồ hôi vậy. Và khi mồ hôi xong cái độ đau của mình cũng nó giảm dần, dịu dần. Thế khoảng chỉ khoảng tầm 2 phút thì nó tự nhiên thấy cảm giác đầu mình nó đỡ ở đến 80%, đầu mình nó đỡ ở đến 80%. Nhưng mà có một cái đấy đặc biệt là bấm cái nó tác dụng ngay, bấm cái là vãi mồ hôi ra, người nóng bừng lên. Chỉ khoảng tầm 2 phút là cái cơn đau tự nhiên nó dịu. Dựa theo cái cách chữa đấy là em làm. Thì làm ở đấy thì em làm được khoảng tầm nửa tháng, em thấy đỡ hẳn rồi. Em nghĩ là hay là khả năng khỏi rồi, thì em bắt đầu dừng một tuần, không làm nữa. Thế đến ngày thứ một tuần nữa, đến ngày thứ 22 thì tự nhiên lại bắt đầu lại thấy đau. Lại bắt đầu thấy đau lại. Em hỏi thầy rồi, thế hay là tại sao em làm như thế mà em dừng xong lại đau lại. Hay thầy bảo cái này phải làm dài lâu bởi vì liên quan đến xương khớp. Em làm rất là lâu vì cái này thì đến thời điểm ấy, từ đấy là em làm việc đến cách đây khoảng tầm 1 tháng và em thôi không làm nữa. Thì em thấy là tổng thời gian làm của em bao lâu? Hai tháng rưỡi tổng thời gian làm. Sao liên tục? Ngày làm 3 lần, tranh thủ lúc nào làm đấy, thường là làm một ngày 3 lần. Cái hợp là hơi ngày cứu. Trên mặt hay là tại chỗ? Tại chỗ thì em thời kỳ em hơi một tuần thì em thấy cảm giác là nó cảm giác nóng ở đấy quá nên em hơi không hơi ngày trực tiếp em mà hơi đầu đúng đó. Đúng là thứ nhất là ở trên số mũi biết từ trên này xuống đấy. Đây là phản chiếu các bạn. Đây là phản chiếu ở trên trán và trên mũi. Đây là sống lưng. Vâng, và phản chiếu ở mang tai. Mang tai. Hơi ở tay, ngón tay giữa. Vâng. Ở tay thì em cũng hơi phản chiếu ở đấy thì hơi ngày cứu thì kết hợp là dùng cái ngày cứu ấy mình xào nóng lên xong rồi mình chờ kết hợp với muối ăn ngày cứu ấy, ăn ngày cứu rồi xào với muối rồi đắp trực tiếp lên chỗ đau. Nên nó một ngày thì chỉ làm một lần thôi trước khi đi ngủ. Và cái nữa là của em bị xẹp cái đệm nên là em đu xà đơn nó kéo giãn cái đốt sống lên do cái đĩa đệm nó nở ra. Thì cái đấy thì em làm thì ngày em đu xà 2 lần, mỗi lần đu được tầm 5 cái. Em bấm nếu mà để tác dụng thì nó chỉ 5 hôm là đã thấy nó giảm rồi, sau em duy trì 15 hôm rồi em thấy nó chẳng cảm giác đau thì em dừng xong rồi dừng một tuần xong rồi lại đau lại, sau đó lại thì lại bắt đầu lại phải làm lại để làm được các cái tổng thời gian là 2 tháng rưỡi.